Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Đẹp để tự tin được phát sóng trên kênh HTV9 vào tối thứ Năm hàng tuần lúc 21h50. Kính thưa quý vị, trong quá trình mang thai thì chị em phụ nữ phải gặp rất nhiều vấn đề về da như là các vết rạn trên da nè, và da cũng bị nổi mụn rất là nhiều. Điều này khiến cho các mẹ bầu cũng mặc cảm, mất tự tin. Tuy nhiên, nếu biết cách chăm sóc da đúng cách thì thai phụ vẫn có được làn da rất tươi tắn và vẫn có thai kỳ vô cùng khỏe mạnh. Và chương trình Đẹp để tự tin ngày hôm nay sẽ giúp cho các mẹ bầu có thể hiểu thêm về cách chăm sóc da trong thời kỳ mang thai. Nhưng mà trước tiên, chúng ta sẽ đến với tình huống của chương trình để có thể hiểu thêm về chủ đề ngày hôm nay quý vị nhé. Trời đất ơi! Sao chị nói em hoài mà em không nghe vậy hả Dân? Hả? Nói vậy chị? Em có tin là chị đem dục hết cái đống đồ này của em luôn à? Trời đất ơi, sao tự nhiên dục hết đồ của em? Ông bà người ta nói hay lắm, bầu bì là ít có soi gương soi kiến. Trời ơi, nói thiệt chị á, thời buổi bao nhiêu rồi, mấy cái đồ mỹ phẩm hay là cái đồ dưỡng da gì đó là bây giờ là nó đã có những cái thành phần chiết xuất từ thiên nhiên, nó rất là thích hợp cho người phụ nữ có thai mà có thể dùng được vậy chị. Chị cũng sanh rồi chị biết, chị đâu có đụng tới một cái gì đâu. Còn bây giờ nè ha, em làm như vậy á là em làm ảnh hưởng tới con em, mà em vô tình em không biết rồi con nó hít vô, trời ơi, nó ở trong đây mình làm cái gì, mình ăn cái gì, mình hít cái gì là nó tự chịu hết, nó đâu có lên tiếng phản đối được đâu. Bây giờ em không phải là em không nghe lời chị, nhưng mà em vẫn cảm thấy là chưa thuyết phục. Em thấy cái việc mà mình có em bé nó là cái niềm vui, nó là cái niềm hạnh phúc, nhưng mà mình không thể nào mình bỏ qua được cái chuyện mà mình chăm sóc cơ thể của mình hay là chăm sóc da dẻ của mình. Chị mà không tin em thì một lát nữa đi, chị đi với em gặp bác sĩ, rồi bác sĩ sẽ nói cho mình nghe là cái nào nên, cái nào không nên, đúng không chị? Được. Cô cũng thuộc dạng lì lắm, cứng đầu lắm, tôi nói không nghe được. Để tôi đi gặp bác sĩ với cô ha, coi bác sĩ nói thì sao. Dạ. Và ngày hôm nay thì Vi đã mời đến chương trình Đẹp để tự tin thạc sĩ bác sĩ Phạm Thị Bích Nga để cùng thảo luận bàn bạc về chủ đề phương pháp chăm sóc da cho mẹ bầu. Xin chào bác sĩ Phạm Thị Bích Nga. Xin chào Tường Vi, xin chào quý vị khán giả của chương trình Đẹp để tự tin ạ. Chị ơi, trong quá trình mang thai thì thực sự là các mẹ bầu phải gặp rất nhiều vấn đề về da đúng không nào? Và thường là những cái vấn đề nào hay bị nổi trội và các chị em quan tâm nhất ạ? Thông thường trong cái tiến trình mang thai á, thì cái sự thay đổi về mặt nội tiết tố của mỗi người sẽ khác nhau, không có ai giống ai cả. Có những chị em thậm chí lúc mang thai thì lại thấy da mình có vẻ tươi mởn hơn, sáng hơn, đẹp hơn, nhưng mà thường đó là số ít. Đa phần các cái trường hợp thì các chị em sẽ gặp phải những cái vấn đề chẳng hạn như tình trạng khô da, da nó dễ có cái tình trạng là đỏ hoặc là kích ứng, và đặc biệt cái vấn đề mà gây đau đầu nhiều nhất cho các chị em đó là sự đảo lộn về nội tiết tố dẫn đến sạm nám hoặc là dẫn đến cái tình trạng mụn mà rất là nặng nề ở trong thai kỳ. Như vậy thì cách chăm sóc da cơ thể của phụ nữ mang thai thì nó cũng có những quy trình nào khác biệt không ạ? Thực ra đối với phụ nữ mang thai thì da rất là dễ bị khô, và da cơ thể thường có cái tình trạng mẫn cảm, chẳng hạn như dễ bị cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. Chính vì vậy cho nên cái việc mà mình sử dụng những cái sản phẩm hàng ngày từ sữa tắm này cho đến sữa dưỡng thể thì chú trọng những cái loại mà cấp ẩm nhiều hơn cho da. Và đặc biệt là trong thai kỳ thì phụ nữ sẽ bị tăng cân cũng như là cái da nó bị căng giãn ở vùng bụng, vùng ngực, vùng đùi, cho nên cái việc mà mình sử dụng những cái sản phẩm để mà dưỡng ẩm và ngăn ngừa cái tình trạng căng da quá mức dẫn đến rạn da cũng rất là quan trọng. Thì những cái sản phẩm này thông thường là các cái loại dầu, chẳng hạn như dầu ô liu, thậm chí là bio oil và một số các cái chế phẩm để mà ngăn ngừa vết rạn cho mẹ bầu. Dạ, hình như trong cái quá trình mang thai thì mình không được sử dụng những cái dòng mỹ phẩm thông thường hàng ngày mà mình phải có những cái dòng chuyên biệt. Như vậy thì mình có cách nào để mình tìm hiểu cũng như là sử dụng những cái dòng này hiệu quả không ạ? Thì để an toàn hết, trước khi mình sử dụng bất cứ một cái sản phẩm nào khi mình đang mang thai nên được cái sự tư vấn từ bác sĩ hoặc là từ chuyên gia trong lĩnh vực đó. Đơn giản chẳng hạn như trong cái quy trình dưỡng da hàng ngày thì đa phần các cái chế phẩm làm ẩm thì cũng tương đối an toàn, nhưng mà chúng ta có thể lựa chọn một số các cái thành phần rất là ổn định khi mà dùng cho phụ nữ mang thai như là axit hyaluronic này, vitamin C, vitamin E vân vân. Còn đối với cơ thể thì thường nên chọn những cái chế phẩm dưỡng thể hoặc là những cái chế phẩm mà chống rạn da dành chuyên cho mẹ bầu. Cái khó của phụ nữ mang thai đó là khi mà họ gặp bệnh lý cơ, chẳng hạn như bị mụn này, bị sạm nám, thì đa phần các cái chế phẩm mà bôi để mà trị nám da hoặc là bôi để trị mụn nó đều có những cái thành phần có khả năng gây nguy hại, chẳng hạn như thành phần dẫn xuất từ vitamin A hay còn gọi là các cái loại retinoid, hoặc là một số các cái thành phần có tính chất kích ứng hoặc là nó quá mạnh đối với cái làn da nhạy cảm và mong manh của người phụ nữ mang thai. Chính vì vậy cho nên là thường trong cái bước dưỡng á, thì như lúc nãy Bích Nga nói, chúng ta nên nhấn vào cái vấn đề dưỡng ẩm, làm sạch và chống nắng mà thôi. Còn những cái sản phẩm đặc trị thì thường là rất hiếm sản phẩm được sử dụng trong cái giai đoạn này. Và cơ thể chúng ta nó có sự cân bằng mà, sau khoảng 6 tháng sau sanh thì cái nội tiết tố nó sẽ hồi phục trở lại, các cái vấn đề ở trên da dẻ cũng sẽ tự động có một cái sự thoái lui, cho nên mẹ bầu cũng đừng có quá căng thẳng hoặc là sốt ruột. Em thấy có nhiều mẹ bầu mà trong quá trình mang thai nào là không dám xài sữa rửa mặt, rồi cũng không dám dưỡng da, không dám cái gì hết, và làm cho làn da bị tệ đi rất là nhiều. Thì cái suy nghĩ này có phải là suy nghĩ sai lầm không ạ? Thì cái quan điểm mà mẹ bầu không nên làm đẹp bởi vì làm đẹp thì nguy hại em bé, hoặc thậm chí làm con mất duyên gì đấy, thì chính chị cũng là cái người mà được nghe rất là nhiều. Mặc dù mình là bác sĩ da liễu nhưng mà vẫn được nghe xung quanh những cái thông tin như vậy. Thì về mặt khoa học cái điều này không có đúng. Chúng ta chỉ gây nguy hiểm trong trường hợp chúng ta không biết và chúng ta dùng những cái sản phẩm mà nó có cái thành phần cấm cho mẹ bầu mà thôi. Còn lại những cái sản phẩm đặc biệt là dịu nhẹ, có nguồn gốc tự nhiên hoặc là organic đa phần vẫn thích hợp cho mẹ bầu. Bên cạnh cái chuyện dưỡng da hàng ngày thì một cái quy trình chăm sóc da tại spa hoặc là các cái trung tâm thẩm mỹ mà sử dụng những cái sản phẩm dịu nhẹ thì hoàn toàn các mẹ bầu có thể áp dụng được hàng tuần, 2 tuần một lần để cho cái da mình nó được thở này, nó được làm sạch sâu hơn cũng như là cung cấp ẩm nhiều hơn. Và cuối cùng kể cả chuyện trang điểm cũng không phải là một cái gì mà hạn chế tuyệt đối. Đương nhiên da mình đang nhạy cảm, mình tránh cái việc lạm dụng nó bằng cách ngày nào cũng đắp quá nhiều lớp, bôi quá nhiều lớp. Trong những cái dịp đặc biệt thì mẹ bầu hoàn toàn vẫn có thể rạng người tự tin, nhưng mà nên chọn những cái chế phẩm trang điểm nó mỏng nhẹ mà thôi. Chẳng hạn như phấn nền thì chỉ nên chọn dạng cushion để cho nó mỏng, hoặc CCDD cream, đừng có bôi quá nhiều lớp, đôi khi gây bít tắc và làm cho cái da mình nó tệ hơn ban đầu. Như vậy thì em cảm thấy là nếu mà an toàn nhất, chuẩn bị mua cái mỹ phẩm gì thì hãy hỏi ngay nhân viên tư vấn là cái sản phẩm này có sử dụng được cho mẹ bầu hay không. Những điều cần biết trong việc chăm sóc da cho phụ nữ mang thai. Do sự mất cân bằng nội tiết khi mang thai, làn da trở nên nhạy cảm nên cần chăm sóc cẩn thận, làm sạch da và dưỡng ẩm đúng cách. Lựa chọn những sản phẩm có thành phần dịu nhẹ, không gây kích ứng da. Mọi sự can thiệp về da trong thời kỳ mang thai đều cần sự tư vấn của bác sĩ. Quý vị cũng đã thấy là trong quá trình mang thai thì các mẹ bầu vẫn có thể dưỡng da một cách đúng cách nè, hiệu quả và thai kỳ vẫn luôn khỏe mạnh. Xin được cảm ơn thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Bích Nga đã đến với chương trình cũng như là đưa ra những lời khuyên rất hữu ích dành cho khán giả của chương trình Đẹp để tự tin. Và chương trình của chúng ta tuần sau sẽ có thêm nhiều chủ đề rất hấp dẫn. Hy vọng là Tường Vi sẽ luôn được gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc 21h50 vào tối thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV9. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.